đội Nhật Nguyệt muốn mua ô nào? Cho em A6, B6, A1 tiếp. A1, A6, B6. Kết quả lật ngược lại giống như chàng nãy luôn này. Mua gì khác đi. Dạ em sẽ đổi ô, tụi em sẽ mua B1, B8 và A4. B1, B8, A4. Câu này là một câu quen thuộc, cho nên là hai đội chuẩn bị. Câu ca dao nói về tình cảm trong gia đình. Mời ô chữ. Ê, ngõ kiên lại nãy chưa. Chắc tôi chết. Trời ơi. Hai bên cùng chạy lên, nhưng mà nam em đã đánh chiền trước. Đọc xem. Anh em như tay với chân. À, anh em như thể tay chân. Nói gì nữa, rách lòng, gách lành, đùm bọc. Câu này nhớ quen lắm. Quen lắm. Anh em như thể tay chân, gách lành, đùm bọc. Chẳng hay đỡ đần, đúng không? Hình như là đúng rồi á. Đúng rồi. Anh em như thể tay chân, gách lành, đùm bọc. Chẳng hay đỡ đần. Đúng rồi. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án không chính xác. Trời ơi. Khoan khoan, từ từ, cho em mua được không? Chưa. À, chưa được. Bây giờ là chưa có mở. Nếu không trả lời thì mình mới mở cái đợt mua mới. Trả lời đi anh. Em không trả lời. Chúng ta sẽ mở lượt mua mới. Bên đây mua trước đi. Dạ, B5 B7. B5 B7. Không, đừng mua B7. B5 thôi. B5. B5. Mua thêm không? Thêm cho chắc ăn. B2 đi anh. Em thấy chữ đó không, hơi bị... B5 thôi. Trời, mua luôn. Anh mua còn có một vòng mà tiếc. Okay, cái gì rồi. Đâu. Anh nghe em rồi. B5, B... B2. B2. B5, B2. Mở ô chữ. Em xin trả lời câu này. Sao? Anh em như thể tay chân, rách lành, đùm bọc, dở hay đỡ đần. Chốt không? Dạ chốt. Chốt. Chắc không? Dạ. Chắc chắn trước. Ủa sao dở phải là hay? Nà, đàn ông đứng năm nhì. Dạ chốt. Dạ chốt chốt. Dạ chốt. Chắc. Đó. Okay. Chốt chắc. Em con trai mà. Ừ. Em chưa. Đây là đáp án chính xác. Hồi nãy em bị sai cái chữ dở. Chẳng hay đỡ đần là quên nghĩa. Quên cái chữ đỡ đần. Hợp dịch đỡ đần này em đoán đúng. Nhưng mà cái chữ chẳng làm nó sai, nó phải là dở hay, tức là rách lành đùm bọc, dù cho mình nghèo khó hay mình sang giàu gì, dù cho dở hay hay gì chăng nữa thì anh em cũng phải đỡ đần cho nhau. Thì đó là ý nghĩa của cái câu ca dao này. Và 20 triệu dành cho Cần Thơ. Và bây giờ thì anh sẽ công bố cho các em biết số tiền các em hiện tại đang có là bao nhiêu nha. Đội Nhật Nguyệt, hai cô gái của chúng ta, 24.500.000 đồng. Đội Cần Thơ, số tiền các em đang có là 37.500.000 đồng. Và như vậy là sẽ phải chia tay với hai em thôi. Trời ơi, tiếc quá, cái chữ đó đúng cái thôi. Không, không phải nãy dành mua B5 trước là được rồi. Tại vì cái lượt mua trước mình đã mua rồi, cho nên là thôi, sau đó phải bên kia mua trước. Bên kia cũng giỏi quá rồi, chúc bạn may mắn nha. Ok, chúc bạn, bye bye bạn, lần sau qua nhà chơi tạc lông nữa nha. Thôi, không bao giờ gặp lại. Cảm ơn hai chị em Nam Anh và Nam Em rất là nhiều. À, chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây. Còn với đội Cần Thơ, hai chàng trai Lăng LD và Bảo Quân sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị khán giả đã đến với vòng đặc biệt chinh phục bảng vàng. Vòng 3 chinh phục bảng vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Đây, mời kem, kem. Bây giờ các em hãy chọn đi, muốn mở ô nào. Công thức chính thôi. A1, A6,
B1, B8, B6. Dạ, C1, C6. Giống y chang copy trên dạ, vậy đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi copy vậy đi, y chang, 3 dạ. câu trước. Rồi, tức là bây luôn. Giờ các em dạ, dạ E1, đã làm 15 câu rồi đó. Dạ. Rồi, bây giờ cho em chọn hai mỗi một hàng hai ô. À, em nghĩ là B4, A4 được không? B4, A4 mỗi câu D4, C4 rồi copy y chang vậy luôn. F4, E4 Yeah. Rồi, mỗi một câu sẽ có gợi ý, anh sẽ đọc cho các em nhưng mà chúng ta phải trả lời trong vòng 120 giây cho ba câu này nha. Dạ. Xin mời ô chữ bắt đầu. Câu 1, câu ca dao thể hiện tình cảm người con Thảo đối với mẹ già có nhắc tới một loại quả thuộc cây họ cau. Thương em chẳng biết để đâu. Câu 3 trước hả? Dạ, thương em. Câu 3 thì câu ca dao thể hiện tình cảm sâu đậm của người đàn ông dành cho cô gái của đời mình. Thương em chẳng biết để đâu. Để gì trong áo gì không không gì đó. Thương em chẳng biết để đâu. Ờ khoan, em trả lời câu 1 trước, em biết câu đó. Đối lòng ăn hạt chà là ăn hột chà là để cho mẹ già để cơm mẹ gì vậy? Gì vậy? Để cơm cho mẹ để cơm cho mẹ. Mẹ già yếu răng. Chốt không? Dạ. Chính xác. Thương em chẳng biết để đâu. Để thương em chẳng biết để đâu. Để đâu? Để trong túi áo. Để trong túi áo. Sợ lâu. Không ai dọn để lâu. Trong túi áo. Sợ lâu. Cái gì dòm? Thương em chẳng biết để đâu. Để trong túi áo. Sợ lâu. Không dòm. Thương mà, thương mà, tình cảm mà, tại sao không? Để lâu khó dòm hả? Sao để khó? Gì dòm? Lâu lâu lấy dòm. Không? Để trong túi áo lâu lâu. Gần đúng. Lâu lâu thương em chẳng biết để đâu. Để trong túi áo. Lâu lâu dễ dòm. À gì? Ai phụ chữ đàn gì? Nâng tan. Không, cái câu chữ này khó nè. Thương em chẳng biết dạ câu này trở nên thương em chẳng biết để đâu. Để trong túi áo. Lâu lâu anh dòm. Lâu. Lâu lâu lấy dòm. Lâu lâu lấy dòm. Sao lấy dòm? Lâu lâu anh dòm. Không. Thương em chẳng biết cái để gì đâu ta? Không để phải là chẳng. Thương em không biết để đâu. Không phải là không. Hết giờ. Bây giờ mình coi nha. Câu 1 là mình đúng nè. Dạ. Câu số 2 gần như các em bỏ qua luôn á. Dạ. Đúng không? Câu số 2, câu ca dao nhắc nhở chúng ta không nên tham phú phụ bần vì ham giàu mà bỏ nghĩa. Ai ơi chớ phụ. Mở ô chữ nè. Ai ơi đừng phụ bác đàn. Nâng niu bác sứ vỡ tan có ngày. Khó. Bác sứ là bác nặng bằng đất sét trắng thì bác bằng sứ mình biết rồi, đúng không? Còn bác đàn là cái bác nó không có sâu lắm, làm bằng đất nung thô có tráng men của thời xưa. Đó là cái bác đàn. Tức là ý nói rằng là bác đàn là cái gì đó nó gần gũi với mình. Nó có thể nó không có cao sang quý phái gì lắm nhưng mà cũng đừng có phụ nó. Nâng niu cái bác sứ tưởng quý giá vậy đó nhưng mà có khi mà vỡ tan hồi nào cũng hay. Đó, nó là về cái câu như vậy. Còn câu 3, thương em anh biết để đâu, để vào tay áo lâu lâu lại dòm. Và các em đã trả lời đúng được một câu, 20 triệu đồng. Nói cho nghe xem, hôm nay mình đã chơi với những câu ca dao như vậy thì một người như em nào giờ là sáng tác nhạc rồi rapper thôi. Thế nào? Ban đầu mà trước khi em đến á, thì em nghĩ ôi chắc là mấy câu này chắc quanh quẩn mấy câu mình hay biết hay là cũng đã xem qua rồi, nhưng mà thực tế là không. Tất cả những câu đó đều là thơ ca nhưng mà hầu như trước giờ em chưa từng biết tới luôn. Tại vì ca dao Việt Nam rất là phong phú, cả một kho tàng. Với Võ Quân sao em? Dạ em thấy thì đây là một cái trải nghiệm rất là vui đối với em. Và mình biết được thêm nhiều cái câu ca dao nữa để mình có tích góp thêm về cái vốn từ của mình. Nãy nghe đâu hình như hai anh em đang bàn nhau lấy cái tứ thương em không biết để đâu đi vô làm nhạc phải không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Tụi em chia sẻ, tụi em đột nhiên là nghĩ ra là sẽ là đem về lấy cái tứ đó để chế lại thành một cái câu khác để rap. Nó cũng là một cái rất là hay. Hay. Biết đâu tự nhiên sẽ có một cái sản phẩm âm nhạc sắp tới của Bảo Quân với lại Lăng LD mà nó có liên quan tới những cái câu ca dao của Việt Nam chúng ta thì sao? Dạ. Cảm ơn các em rất là nhiều. Và thưa quý vị khán giả, hai chàng trai của nhóm Cần Thơ hôm nay tổng số tiền mà hai chàng trai này có là 57.500.000 đồng. Chúc mừng các em. Đến đây thì chương trình Sao Hai Chữ cũng sẽ được phép khép lại. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Pi thực hiện tuần sau lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt.
chơi cái xinh cái đẹp có đủ. Đây cô gái ngoài cùng Ngọc Thanh Tâm. Tiếp theo Trương Thảo Nhi, ca sĩ. Tiếp theo Lý Bình. Chào mọi người, em là Lý Bình, hiện tại em là diễn viên. Tiếp theo Đỗ Phú Quý, ca sĩ. Em xin chào tất cả các khán giả của Sao Hay Chữ.